Bia Sài Gòn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam phá vỡ giới hạn, lập kỷ lục vàng tại SEA Games 32. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Của bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games lên con số 8. Ngày hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ Neza, người Iran và Rizwolang Deha của Ấn Độ. Và đây là đội xuất phát của ông đang rất quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam mang về thêm một tấm huy chương vàng SEA Games nữa. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 32 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển Myanmar đã được bắt đầu. Góc sút rất thuận lợi cho một tình huống sút thẳng của Tuyết Dung. Như vậy là một pha phối hợp không được. Rất đáng tiếc cho pha bóng vừa rồi khi mà Tuyết Dung đã quyết định phối hợp với Huỳnh Như, nhưng đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam lại không có một tình huống dứt điểm đủ tốt. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Pha phối hợp chắc chắn đã được đội tuyển Việt Nam tập luyện khá nhiều giữa Tuyết Dung và Huỳnh Như. Thái Thị Thảo, tình huống chuyển về an toàn của Thái Thị Thảo thì trước mặt cô là 5 cầu thủ áo trắng. Rồi, Huỳnh Như vào! Tuyệt vời, là một Việt Nam! Tỷ số là 1-0 cho chúng ta. Một bàn thắng đến theo một cách rất bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Một tình huống mà sai lầm đến từ thủ môn Mia Mia Nin của đội tuyển nữ Myanmar. Cô đã băng ra một cách hơi chần chừ và để cho Tuyết Dung có cơ hội truyền bóng cho Huỳnh Như. Và ở một tư thế như thế này thì chắc chắn là Huỳnh Như không thể bỏ lỡ được. Quá tuyệt vời cho đội tuyển nữ Việt Nam. Một lần nữa thì Huỳnh Như và Tuyết Dung lại phối hợp để mang về cho chúng ta bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển nữ Myanmar. Sự kỳ vọng dành cho Huỳnh Như trước trận đấu chung kết này đã được đáp trả. Chúng ta đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 12. Quý hiếm, bóng đã đập trúng cột dọc khung thành của Kim Thành. Một bóng bổng như thế này, điều đó cũng đã được chứng minh nhiều lần ở SEA Games năm nay. Khá nguy hiểm, coi không được. Vẫn đang phòng ngự tốt từ những tình huống bóng bổng tới từ đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta. Rất nguy hiểm. Rất may mắn là cú dứt điểm của số 12 Yuperkin lại cực kỳ thiếu chính xác. Một tình huống mà Yuperkin đã có khoảng trống, nhưng pha dứt điểm của cô thì lại đi chạch khung thành rất xa. Nhưng đây là một tình huống mà Yuperkin đã thoát xuống một cách khá dễ dàng. Hình như đã di chuyển ở phía bên trong. Đường truyền của Bích Thủy, đánh đầu, cú sút xa, bóng đi quá cao, cú sút là của Thái Thị Thảo. Myanmar một cú sút thẳng của các cầu thủ nữ Myanmar quyết định có phần hơi liều lĩnh và khó hiểu tới từ khi Malatun. Ở một khoảng cách như vậy, nếu thực hiện một cú sút thẳng thì khả năng thành bàn là sự phối hợp và bóng lót cho nhau trong những tình huống phòng ngự đang được đội tuyển nữ Việt Nam triển khai rất tốt. Huỳnh Như, cơ hội cho Huỳnh Như dứt điểm. Cú dứt điểm ở góc sút hẹp và đi không quá mạnh của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng ở trong tình huống mà hậu vệ của Myanmar đã theo bám rất sát Huỳnh Như thì đây là phương án tốt nhất mà chúng ta có thể xử lý. Trước đó thì chúng ta cũng phải dành những lời khen cho nỗ lực tuyệt vời đến từ Tuyết Dung để có thể đưa được bóng tới cái chân của Huỳnh Như. Tuyết Dung và Huỳnh Như vẫn đang là bộ đôi tấn công rất hiệu quả của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu. Huỳnh Như không được. Những câu dứt điểm đây rồi. Không. Hơi đáng tiếc ở trong tình huống này nếu như Thái Thị Thảo có thể tự tin hơn.
pha quay chậm vừa rồi cho thấy là Thái Thị Thảo sút bóng. Thái Thị Thảo đường chuyền khai đến với vị trí của Bích Thủy. Vẫn là Bích Thủy. Cơ hội dứt điểm của Bích Thủy. Cú dứt điểm quá nhẹ của số 15. Bích Thủy có lẽ nên chuyền cho đồng đội ở tình huống vừa rồi thì sẽ là tốt hơn rất nhiều. Bích Thủy thì đã làm rất tốt những tình huống xử lý trước đó, nhưng ở tình huống dứt điểm cuối cùng thì lại đưa bóng đi quá nhẹ và đúng vào vị mở ra một thế trận dễ dàng hơn rất nhiều. Quỳnh Như, Tuyết Dung, Tuyết Dung vẫn còn. Sang Thoan Ho rất quyết liệt, pha thế chấp quyết liệt vừa rồi là của Hoàng Thị Loan. Một tình huống chơi đầy quyết tâm của hậu vệ số 5, sút xa. Hoàng Thị Loan đã băng vào. Thanh Nhã, tốc độ của Thanh Nhã. Hải Yến đã di chuyển vào bên trong. Tuyệt vời! 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Một bàn thắng rất giống với cái cách mà Thùy Trang đã ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Myanmar. Chỉ khác là lần này người ghi bàn không phải là Thùy Trang mà là Thanh Nhã mà thôi. Nhưng ý nghĩa của bàn thắng này thì cực kỳ tuyệt vời. Nó đến ở khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu. Và bứt tốc và xử lý của Thanh Nhã là quá xuất sắc. Và cú dứt điểm này thì còn xuất sắc hơn. Một tình huống dứt điểm cho thấy sự tự tin của Thanh Nhã. Và nó đã vượt ngoài tầm với của thủ môn Mia Mia Niên. 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và đây là niềm vui của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ông hiểu rằng mình đã ở rất gần với tấm huy chương vàng thứ tư liên tiếp rồi. Hải Yến, sút xa. Quyết định sút xa trong tình huống vừa rồi của Hải Yến cũng là hợp lý mà thôi. Bởi ngay pha đánh chặn tốt vừa rồi là của Thu Thảo. Không xử lý gọn gàng của thủ môn Kim Thành. Tiếng còi đã cất lên, đó là lỗi của số 8 San Tho Tho. Những giây thi đấu chính thức cuối cùng, thời gian đang đứng về phía chúng ta. San Tho Tho đã băng vào. Nhưng đây là tình huống mà số 8 của Myanmar đã phạm lỗi khi mà Kim Thành đã bắt gọn bóng ở trong tay. Đầu gối của San Tho Tho. Hải Yến vẫn đang là Hải Yến dứt điểm. Không thể có một bàn thắng tương tự như của chúng ta ở bàn thắng thứ hai. Bóng sút này là tương đối giống với tình huống phát bóng này sẽ là tình huống phát bóng đi vào lịch sử. Và hết giờ. Tấm huy chương vàng thứ tư liên tiếp của bóng đá nữ Việt Nam. Tấm huy chương vàng đưa chúng ta vào lịch sử của bóng đá nữ Đông Nam Á. Khoảnh khắc vỡ hòa trong niềm vui sướng của các cầu thủ của chúng ta. Những cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam đã một lần nữa mang đến niềm tự hào về cho đất nước Việt Nam. Chu kỳ thành công của bóng đá nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục nối dài. Chúng ta đã có được tấm huy chương vàng SEA Games thứ tư liên tiếp và là thứ 8 trong lịch sử. Một thành tích cực kỳ đáng nể ở trong khu vực Đông Nam Á và nó sẽ tiếp thêm những động lực rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước khi chúng ta bước vào hành trình tại vòng chung kết World Cup bóng đá nữ. Xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung với chiến tích lịch sử ngày hôm nay. Làn gió mới với đội tuyển nữ Myanmar tại SEA Games năm nay. Giải đấu đầu tiên ông làm việc với bóng đá nữ Myanmar nhưng đã giúp cho đội bóng tiến vào tới trận chung kết. Mặc dù chưa thể đổi màu được huy chương nhưng những gì mà bóng đá nữ Myanmar làm được ở SEA Games năm nay là rất đáng khen ngợi. Những hình ảnh này
giúp chúng ta gợi nhớ về sân cầm phả tại SEA Games 31. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lại tiến gần ra đến đường pit, tiến gần hơn tới các cổ động viên để cùng nhau chia vui, chia sẻ những cảm xúc của chức vô địch. Phía Sài Gòn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam phá vỡ giới hạn, lập kỷ lục vàng tại SEA Games 32. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.